Quỳnh Tự ạ. Dạ cháu chào bác sĩ. Mẹ cháu bị mỡ máu cao, sức khỏe suy yếu đã nhiều năm nay. Trước đây đã dùng rất nhiều loại thuốc nên giờ đây mẹ cháu rất ngại khi nhắc đến tên thuốc tây hay phẫu thuật. Hiện nay trên thị trường có sản phẩm từ thảo dược như Lipid Clean giúp điều trị rối loạn lipid máu hiệu quả mà lại an toàn. Xin hỏi bác sĩ là mẹ cháu dùng sản phẩm này có được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn Tiểu Lân. Với câu hỏi của bạn thì thế này, khi mà đã bị cái mỡ máu cao nhiều năm rồi và có người thì là béo phì nhưng nhiều người thì gầy sút. Chúng ta biết là cái lipid thì nó tham gia vào cấu trúc của cơ thể, đúng không? 40% các cái nó làm hình thành đến các cái tế bào, đặc biệt là cái tế bào vân, cơ vân. Thế khi mà đã bị lâu dần thì cái tế bào ấy thì nó càng ngày nó càng teo đi và người ta sợ. Nếu như sử dụng nhiều các thuốc của Tây y thì nó gầy đi nhưng nó không thể kể béo lên nữa. Nó gầy mà nó teo cơ vân và người ta mới sợ là uống sử dụng quá ra kéo dài các cái thuốc Tây y thì có cái nguy cơ làm teo cái cơ vân. Cho nên tôi thấy có nhiều người gầy rất gầy nhưng mà chỉ số huyết áp nó rất cao. Và cái qua uống thuốc thì không mà có, em vẫn được các bác sĩ cho uống thuốc, em uống rất đều. Tại sao em cứ gầy này? Đấy là cái tác dụng không mong muốn của cái thuốc. Thế bạn hỏi tôi là có thể sử dụng cái Lipid Clean không? Thì thưa rằng đúng là rất tốt. Bởi vì trong này có nhiều các vị thuốc đã có tác dụng làm giảm mỡ máu. Đồng thời có những cái vị nó lại làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể, nó làm khỏe cho cơ thể của những cái người và đang muốn là suy yếu. Trên bàn có yên tâm bạn sử dụng, có thể sử dụng cái Lipid Clean rồi.